Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Ship.vn. Video này chúng tôi sẽ tiếp tục review cái chiếc Victorinox còn lại trong cái video trước đó. Thì trong video trước đó chúng tôi mở hộp ra nó có tới 2 cái. Thì video này chúng tôi sẽ review cái còn lại, kiểm tra cái còn lại luôn. Trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi có quay lại. Để cho bạn nào quan tâm tới cái mẫu đồng hồ này, các bạn sẽ có được những cái video quay rất là chi tiết và thực tế. Đây là chiếc đồng hồ thứ hai còn lại. Như trong video chúng tôi nói trước đó thì Victorinox là một thương hiệu được bắt nguồn, được thành lập vào năm 1884. Đây là một cái thương hiệu chuyên sản xuất dao quân đội Thụy Sĩ, dao gia dụng, chuyên về dao và các sản phẩm như là đồng hồ, thiết bị du lịch, nước hoa. Đây là nhân vật chính của chúng ta sẽ kiểm tra. Trong chiếc box trước đó thì nó cũng là một cái miếng mút. Ở đây nó có một cái quyển sổ này. Đây. Mút này nó có một cái đường cắt ở giữa để chúng ta kéo lên. Đây là chiếc đồng hồ thứ hai trong cái box này. Hai chiếc đồng hồ mua chung một kiện. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem bên hông là nó không có vết xước nào hết, bên đây cũng vậy. Trên cái mặt số nó còn một cái lớp siêu nữa nè, chúng ta sẽ tạm tháo cái lớp siêu này ra để kiểm tra còn bên trong cái mặt số và nó có bụi hay không. Thỉnh thoảng vẫn có một số chiếc đồng hồ nó bị bụi bên trong. Chiếc đồng hồ thì nó có cái tông màu, cái đây là cái màu vàng hồng, nhưng mà nó cái nồng độ đồng nó pha vô rất là thấp, vì vậy thì nó chỉ hơi ngã sang màu hồng một chút xíu thôi. Còn trường hợp mà người ta pha đồng nhiều vô á thì nó sẽ có cái màu đồng đậm hơn. Cái mặt số đây là cái mặt số nó sử dụng, các bạn thấy là nó có sử dụng cái mặt số là bằng ngọc chai đó. Kính thì kính bằng kính sapphire. Chiếc đồng hồ này có giá rất là phải chăng, hình như là nằm trong khoảng 80 đô lúc mua, nó chỉ có hơn 2 triệu thôi. Tuy nhiên vẫn được trang bị kính sapphire đó. Giống với những chiếc đồng hồ trước đó cũng trang bị kính sapphire. Chiếc đồng hồ trước đó là dây thép, còn chiếc này chúng ta là bằng dây cao su màu trắng kim. Về cái độ, ở đây là cái thông số của dây nè, 18-110, tức là cái độ rộng dây là 18, 110 tức là cái chiều dài dây đó. Còn phía trên đây là 18-75, tức là độ rộng dây là 18, còn cái chiều dài là 75. Đây là cái chiều dài tiêu chuẩn. Còn bên đây thì nó thấp, ngắn hơn chiều dài tiêu chuẩn một chút. Thường thường những cái dây chiều dài tiêu chuẩn nó là 115. Đây là cái phần khóa gài trên đây. Nó được khắc chìm cái logo của Victorinox. Khóa thì được đánh phai xước. Mặt sau khóa thì nó không có cái chế tác gì hết, nhìn nó hơi thô một chút. Ở đây là nó có một cái tag nè, trên cái tag lúc nào cũng sẽ có là mã sản phẩm là 241352. Còn cái giá niêm yết lên tới tận 925 đô rồi. Tuy nhiên lúc sale nó xuống chỉ có khoảng tầm chưa tới 100 đô, khoảng tầm 80 đô. Ở đây các bạn thấy ở kim dây nó là ở góc 6 giờ, có nhiều bạn nhầm nha. Cái kim dây này là cái kim Chorap. Có nhiều bạn chúng ta chưa tìm hiểu kỹ á, nhiều vị khách nên là lúc nhận hàng gọi điện cái kim dây nó không chạy. Đó. Nên chúng ta, hoặc là một số trường hợp mà khách nhờ người nhà nhận giùm á, vừa rồi có một người nhà nhận giùm, người nhà kiểm tra hàng thì thấy kim dây nó không chạy thì tưởng là cái đồng hồ nó bị gì, thì thực tế là kim dây nó là kim nhỏ dưới đây. Còn ở đây là cái cửa sổ 60, thang đo là 60 nè, từ 10 à, nhằm thang đo 15 20. Ở đây nó có cái thang đo 15-30. Còn bên đây nó bị cái kim nó che mất rồi nên không nhìn rõ con số lắm. Còn cái mẫu đồng hồ này cái điểm đặc biệt là ở góc 12 giờ, thay vì là cái cọc số thì nó dùng cái logo của Victorinox. Còn ở đây là cái thang đo touch meter, tức là thang đo tốc độ trên khoảng cách là 1000m. Tức là đối với những người xe đua á, khi mà người ta hoàn thành một cái chặng đường 1000m thì khi đó cái kim Chorap á, ví dụ nó chỉ ở mức đây, tức là đạt được tốc độ là 160 km/h. Còn nếu mà nó chỉ ở đây là 100 km/h. Còn nếu mà kim dây nó hoàn thành một vòng luôn á, tức là đạt được tốc độ trung bình là 60 km/h. Đó là thang đo tốc độ trên khoảng cách 1000m. Thường thường trong những cái chặng đua á, thì nó sẽ có những cái cọc số để cho chúng ta xác định khoảng cách là 1000m. Đó. Để chúng ta tính được cái tốc độ trung bình của mình là bao nhiêu. Và vòng ngoài là cái vành benzen. Vành benzen này chúng ta xem có nó xoay được không. Qua vành benzen này chúng ta có thể xoay được. Khi mà xoay thì nó tạo ra cái tiếng rất là giòn. Đó.
Trên vành benzene này nó có 1, 2, 3, 3 cái chỗ này 3 khía, còn đây là một nguyên mốc vuông, một cái vòng luôn. Đó. Thường thường ở ở khoảng cách đầu tiên đó, từ 0 đến 20 á, nó sẽ có những cái chấm nhỏ. Đó. Còn sau đó thì nó không có cái chấm. Thì cái này chúng tôi cũng không biết nguyên lý vì sao. Tuy nhiên có một vị khách đã từng chia sẻ với ship, không biết có đúng hay không, là cái thang đo này người ta vị khách này chia sẻ là có thể là do cái thời gian của cái bình hơi dưỡng khí á, thường thường nó kéo dài khoảng tầm 20 phút thôi. Đó. Tuy nhiên cái này thì cái vòng này nó đo theo giây. Đó là một thông tin để tham khảo rồi. Đó. Còn chúng tôi không biết nó có chính xác hay không. Đó. Như chúng tôi vừa kiểm tra thì chiếc đồng hồ này mới 100%, không có bị chầy xước, ha, xước dâm hay là mớp méo gì hết. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.